Con âm tính sau 5 ngày nhiễm Covid, đã khỏi bệnh chưa? Chưa đâu nha, không có vội. Mới có 5 ngày à, chưa khỏi bệnh đâu, đừng có chủ quan. Đâu phải không không mà chính phủ quy định F0 phải cách ly 7 ngày đâu. Có lý do cả đấy, 7 ngày là mốc, lúc đó triệu chứng sẽ bắt đầu giảm đi. Như thế này nè, khi con virus nó đi vào cơ thể ta, coi nó là giặc xâm phạm bờ cõi, cho nên miễn dịch của chúng ta sẽ là đội quân để đi đánh, để tiêu diệt địch. Lúc mà con sốt, con ho, nghẹt mũi, đau đầu, chứng tỏ là trận chiến đang diễn ra khắc nghiệt đó. Đến khi mà mình tiêu diệt được virus rồi thì con sẽ âm tính. Ba mẹ lại nhầm tưởng rằng là con đã hết bệnh. Không nha, đâu thể khỏi bệnh ngay được. Vẫn còn một số con virus nó trốn ở ngóc ngách nào đó trong cơ thể của em bé, lầm lũi tấn công. Nên là những em bé mà có bệnh nền nè hay là đề kháng yếu vẫn có nguy cơ rơi vào tình trạng nặng. Đó là lý do vì sao ba mẹ không nên chủ quan ở giai đoạn này. Con âm tính rồi nhưng vẫn thấy con hắng ho, hụt khịt mũi, phải ho chứ, ho cho con virus ra ngoài hết đi chứ. À, quan trọng nè, vẫn phải duy trì xịt mũi hàng ngày cho con để mà hỗ trợ đẩy hết virus ra. Dùng chai xịt mà có nước muối sinh lý kèm theo nano bạc và benzaconium. Mà cái chủng mới Omicron này rất là hay, nó thích ở vùng mũi, vùng hô hấp trên lắm, cho nên xịt mũi nó lại càng có hiệu quả. Hỗ trợ thêm cho con bằng cách tăng đề kháng, sử dụng thêm Thymomoludin vào nha, để có sức mà chống lại virus chứ.